Thành phố yêu cầu Ban Quản lý Dự án, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh phối hợp với Ban Chỉ đạo Giải phóng Mặt bằng thành phố khẩn trương giải phóng mặt bằng đối với 35 hộ dân trên địa bàn xã Sơn Canh, đồng thời nhanh chóng hoàn thành các hạng mục để kết nối đường 5 kéo dài với các công trình giao thông hiện có trong khu vực quy hoạch trong quý 2. Dự án đường 5 kéo dài có tổng chiều dài toàn tuyến 13,3 km, trải dài trên 3 phường của quận Long Biên và 5 xã của huyện Đông Anh. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ góp phần hoàn thiện vành đai 2 phía Bắc Hà Nội, giải tỏa lưu lượng phương tiện giao thông liên tỉnh và nội thành theo các hướng Quảng Ninh, Hải Phòng đi các tỉnh Tây Bắc. Được khởi công cách đây 9 năm, tuy nhiên hiện tại dự án này đang bị chậm tiến độ do những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư dự án Ban Quản lý Hạ tầng Tà Ngạn mới đây đã đề nghị tăng gần gấp đôi tổng mức đầu tư của dự án lên mức 6.663,5 tỷ đồng. Cuối tháng 2 vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã có quyết định thanh tra dự án này.